Thành phố Sơn La đã tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân hưởng ứng 77 năm ngày truyền thống ngành thể dục thể thao Việt Nam và chào mừng khánh thành tuyến đường từ quốc lộ 6 đến trung tâm xã Trường Đen. Tham gia có đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố cùng trên 1.600 vận động viên đến từ các cơ quan doanh nghiệp của tỉnh và thành phố. Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường từ quốc lộ 6 đi trung tâm xã Trường Đen, thành phố Sơn La do Ủy ban Nhân dân thành phố làm chủ đầu tư, có tổng giá trị trên 37 tỷ đồng, hoàn thành sau một năm thi công xây dựng. Tuyến đường có chiều dài trên 8 km, điểm đầu tuyến giao với quốc lộ 6 tại km 311-200 thuộc địa bàn bản phiên tam xã Trường Đen, điểm cuối tại bản trung tâm xã Trường Đen, đáp ứng nhu cầu đi lại giao thương hàng hóa, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội ở địa phương phát triển. Ngay sau lễ cắt băng khánh thành tuyến đường, các vận động viên đã tham gia chạy cự ly 5 km xuất phát từ bản trung tâm qua bản Tam Quỳnh và trở về điểm xuất phát. Đây là cung đường đưa các vận động viên đi qua những bản làng bình yên với phong cảnh thiên nhiên đẹp thú vị, đặc biệt vào đúng thời điểm những vườn hoa mận, hoa mơ nở rộ tạo sự trải nghiệm thú vị.